trợ lý của ông Trương Quốc Tuấn bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng bao gồm Trương Hồng Hải, xin lỗi, Trương Hồng Tài, Phước Quý Sàn và Trần Vũ Phước. Như vậy là một trận đấu cũng đã được bắt đầu. Chúng ta có thể thấy được các cầu thủ bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc, họ đã tràn lên tấn công ngay ở những phút đầu tiên, ngay khi tiếng còi khai cuộc được vang lên. Không được, cơ hội dành cho đội máu đỏ, đường truyền dứt điểm ngay, không vào. Cú đá chân là của đội trưởng Tấn Đông bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Cả hai đội bóng đều sẽ phải nỗ lực để có thể tìm kiếm 3 điểm tiếp theo của giải vô địch quốc gia Busan HD3. Cú dứt điểm, không vào, 1-0. 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc, và đó là vị trí của số 11 Vũ Ngọc Ánh. Một cú đặt lòng quá gọn gàng của Ngọc Ánh đánh bại thủ thành Huỳnh Lê Văn Hậu. Xin lỗi, thủ thành Huỳnh Văn Lê Hậu. 1-0 dành cho Thái Sơn Bắc. Và tỷ lệ khá hay, vẫn còn rất hay. Đường truyền, cú dứt điểm, không vào. Pha đá chân là của Văn Phàng. Vẫn còn. Đường truyền ngang, không vào. Bóng vừa rồi đã đập cột dọc. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Tân Hiệp Hưng, và ngay lập tức câu trả lời đến từ vị trí của thằng Văn Phàng, nhưng pha dứt điểm lại không thành công. Mặc dù vậy, pha đá chân vừa rồi cũng mang về một quả đá phạt góc dành cho câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Dứt điểm, không vào. Một cú ra chân cực kỳ chất lượng đến từ vị trí của số 18 Triệu Xuân Linh, nhưng không có được bàn thắng dành cho Thái Sơn Bắc trong hòa bóng vừa rồi. Và dàn xếp đá phạt ở tình huống đá phạt góc của các cầu thủ bên phía Xuân An, Tấn Đông, Quang Vinh. Tình huống xử lý rất nguy hiểm, cơ hội dành cho các cầu thủ trắng. Cú dứt điểm không thành công. Và ra chân vẫn tiếp tục đến từ vị trí của Triệu Xuân Linh. Tấn Đồng, Xuân An, bóng vẫn tiếp tục rất hay. Xuân An đường truyền vào, 1-0. Một bóng quá hay đến từ vị trí của Xuân An. Cầu thủ mặc áo số 18 đã có một pha xử lý rất hay. Cứ tưởng chừng trong tình huống vừa rồi thì bóng đã trôi hết được dọc, nhưng Xuân An đã nỗ lực với một pha xử lý bóng. Ngay sau đó là pha phối hợp với đồng đội, và pha kết thúc cuối cùng đã mang về bàn thắng gỡ hòa dành cho câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. 1-0. Đánh bại thủ thành Trương Văn Thành. Cơ hội Văn Cương, cơ hội Quang Vinh, không vào. Pha thoát xuống vừa rồi đến từ Trịnh Quang Vinh. Vũ Ngọc Lân, đó là Vũ Ngọc Lân đường truyền dứt điểm. Rất bất ngờ với pha dứt điểm vừa rồi của số 13, vị trí của Phạm Tân Phát. Tỷ số được nâng lên 2-1 dành cho câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Vẫn còn. Pha chạy trắng vừa rồi là của Đào Minh Quảng bên phía đội bóng Tân Hiệp Hưng. Tấn Đồng, đường truyền là hơi non. Cơ hội vẫn tiếp tục dành cho Xuân An. Cú chích mũi nhảy, một pha dứt điểm ngay hết sức bất ngờ đến từ vị trí của Xuân An. Cứ ngỡ đó sẽ là một đường truyền ra biên dành cho đồng đội, nhưng Xuân An đã quyết định dứt điểm ngay. Và sau cú ra chân thì bóng đã đi hơi cao so với khung thành của thủ môn Trương Văn Thành bên phía Thái Sơn Bắc. Vẫn là pha cắt bóng của Xuân An, đường truyền ngang, cơ hội Văn Cương, không vào. Và vẫn tiếp tục đường truyền, không vào. 2-1 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Xin lỗi, 3-1 dành cho các cầu thủ Tân Hiệp Hưng, và đó là pha làm bàn của Xuân An. Cầu thủ số 18 Nguyễn Sơn Thanh ghi bàn cho đội Tân Hiệp Hưng. Tỷ số là 3-1. Câu lạc bộ tỷ số là 3-1. Câu lạc bộ Thái Sơn Bắc 1.
Trước đó thì pha dứt điểm của số 12 Đào Minh Quảng đã không thể vượt qua được các cầu thủ hàng phòng ngự của Thái Sơn Bắc. Nhưng ngay sau đó bóng lại tiếp tục về vị trí của các cầu thủ đó. Cơ hội và hai ba. Tỷ số được tạm thời được nâng xuống còn 2-3 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Người có tình huống ghi bàn thứ hai dành cho Thái Sơn Bắc đó là đội trưởng Quang Vinh. Minh Quang không vào. Cú dứt điểm bằng chân trái khá tốt của Từ Minh Quang và đường bóng lên chân không thành công. Đây là Đa Hải. Đa Hải đường chuyền không vào. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ áo trắng. Quá đáng tiếc dành cho cơ hội vừa rồi của Từ Minh Quang. Đường chuyền đưa bóng về vị trí cột 2 quá thuận lợi nhưng vẫn còn cơ hội. Đường chuyền ngang bằng trống không vào. Quá đáng tiếc dành cho cơ hội vừa rồi của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Bóng được đưa về vị trí cột 2 một lần nữa và người kết thúc cuối cùng đó là số 10 Thành Tín nhưng vẫn không có được bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Hậu ý dành cho các cầu thủ trắng lúc này. Cú dứt điểm không vào. Bóng đi trên công dọc sau tình huống dứt điểm vừa rồi. Bóng trở về tầm kiểm soát của các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Đang có những cái đầu nóng ở trong sân lúc này. Lúc này thì ban huấn luyện của hai đội bóng đã vào để can ngăn các cầu thủ ở trong sân. Rất căng thẳng. Ta sẽ cùng chờ đợi quyết định của tổ trọng tài. Như vậy là một chiếc thẻ đỏ được trọng tài rút ra. Như vậy chiếc thẻ đỏ được trọng tài rút ra dành cho số 18 pivot Triệu Xuân Linh bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Quang Vinh đường chuyền vẫn còn không vào. Bóng vẫn tiếp tục cơ hội. Không có gì khó khăn dành cho thủ thành Lê Hậu ở trong nỗ lực cuối cùng. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là trọng tài đã nói còi kết thúc trận đấu và xin chúc mừng chiến thắng dành cho câu lạc bộ Tây Phương. Quá đáng tiếc dành cho Thái Sơn Bắc ở pha bóng quyết định. Họ đã dứt điểm không thành công. Cú ra chân của cầu thủ áo trắng đã đưa bóng đi đúng vào vị trí đồng đội của mình. Tỷ số chung cuộc là 3-2 dành cho Tân Hiệp Phương.